Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Mở đầu chương trình là những thông tin nổi bật. Chuyển giao công nghệ và phương pháp mới nâng cao giám sát rạn san hô tại Việt Nam. Khảo sát tìm nguyên nhân tôm hùm bông chết bất thường gần một tháng nay tại huyện Vạn Ninh. Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Tuyên án 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại CDC Khánh Hòa. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Để đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội 14 của Đảng toàn diện sâu sát, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, dự thảo quy định cụ thể công tác nhân sự, trong đó coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, quy định về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, công tác bầu cử và nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất với các nội dung trong dự thảo, đóng góp ý kiến về những điểm mới mang tính kế thừa, nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo. Ban Tổ chức Trung ương sẽ ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu trình Bộ Chính trị xem xét để hoàn thiện dự thảo. Ban Tổ chức Trung ương sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Thưa quý vị, chiều nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và tổng kết quý 1 năm 2024. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì hội nghị, cùng có ông Trần Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương. Năm 2023, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử phạt hành chính các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông 37.356 trường hợp với số tiền trên 95,5 tỷ đồng. So sánh với năm 2022, số biên bản tăng 47,2%, số tiền phạt tăng 90,3%. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 360 vụ tai nạn giao thông, làm chết 254 người, bị thương 156 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2 tỷ đồng. So sánh với năm 2022 giảm 27 vụ, số người chết giảm 24 người, số người bị thương tăng 73 người. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử phạt 11.476 trường hợp với số tiền gần 18 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông yêu cầu trong thời gian tới, các sở ngành địa phương, các hội đoàn thể cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, các biện pháp phòng chống và chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường của người dân buôn bán không đúng nơi quy định, xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và vi phạm thường dẫn đến tai nạn giao thông, thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải tham mưu tỉnh nâng cấp hạ tầng giao thông theo thẩm quyền quản lý, rà soát khắc phục các điểm sạt lở, đường tự mở giao với đường sắt không đảm bảo an toàn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân. Ban toàn giao thông trao giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023. Sáng nay, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do ông Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Khánh Sơn về công tác tuyên giáo năm 2024. Thời gian qua, Huyện ủy Khánh Sơn đã tăng cường tuyên truyền, định hướng kịp thời, đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Trung ương về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, tỉnh, huyện. Đẩy mạnh triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, xử lý thông tin sai sự thật, xây dựng triển khai các nghị quyết, chương trình hành động, lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát với tình hình thực tiễn của địa phương.
Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Thọ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị thời gian tới huyện tiếp tục giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc trong dư luận xã hội, tích cực tham gia bình luận, chia sẻ tin bài trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử của tỉnh quản lý, chủ động theo dõi, phối hợp đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực và cụ thể. Sáng nay ngày 16 tháng 4, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 736 năm ngày chiến thắng Bạch Đằng Giang lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên Mông năm 1288 năm 2024. Đến dự có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, đại diện Học viện Hải quân cùng đông đảo người dân và khách thập phương. Lễ kỷ niệm diễn ra với các nghi thức truyền thống như khai kinh cầu quốc thái dân an, lễ tế theo nghi thức cổ truyền, tóm tắt sơ lược tiểu sử Đức Hưng Đạo Đại Vương vì anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Nhân dịp này, các vị lãnh đạo, đại biểu và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm và ôn lại ý nghĩa lịch sử của trận chiến Bạch Đằng Giang dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Chiến thắng Bạch Đằng Giang lần thứ 3 đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4 vạn quân sĩ, thu được 400 chiến thuyền, đập tan âm mưu xâm lược của quân Mông Nguyên. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 được xem là trận chiến có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhân dân ta, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia Đại Việt. Thưa quý vị và các bạn, nhiều vùng rạn san hô ở Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đang bị suy giảm nghiêm trọng, rất cần những giải pháp bảo vệ và phát triển cấp bách, hữu hiệu. Và để làm được điều này, một trong những công việc bước đầu là giám sát rạn san hô để đưa ra cách quản lý phù hợp nhằm nâng cao năng lực giám sát san hô. Các chuyên gia từ Viện Khoa học Biển Australia đã và đang chuyển giao công nghệ và phương pháp mới trong giám sát rạn san hô cho các nhà khoa học Việt Nam. Đây là một trong những nội dung hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực hàng hải và khoa học biển. Đây là một buổi thực hành giám sát rạn san hô tại Vịnh Nha Trang, thuộc khóa tập huấn nâng cao năng lực giám sát rạn san hô tại Việt Nam. Thông qua buổi thực hành giám sát này, các chuyên gia Viện Khoa học Biển Australia đã chuyển giao công nghệ RipScan cho các nhà khoa học Việt Nam. Công nghệ sử dụng các loại máy móc hiện đại, hệ thống máy giúp ghi lại những hình ảnh có độ phân giải cao, được mã hóa theo thời gian và vị trí tọa độ bằng camera. Giới hạn tốc độ khảo sát từ 2 đến 3 hải lý một giờ và độ sâu từ 3 đến 8 mét, nghĩa là có ưu thế vượt trội so với những cách giám sát rạn san hô lâu nay ở Việt Nam. Chúng tôi đang tập hợp hai phần công nghệ cần thiết để thúc đẩy việc giám sát và quản lý rạn san hô. Một phần trong đó là RipScan, một hệ thống camera hoạt động ở độ phân giải cao để thu thập hình ảnh dài 1 km chỉ trong 1 giờ. Công nghệ đó tập hợp khả năng cho các nhà khoa học Việt Nam và bất kỳ ai trên thế giới thu thập hình ảnh cho phép tạo ra thông tin về tình trạng của rạn san hô. Nhưng việc phân tích những hình ảnh này mất rất nhiều thời gian và một phần công nghệ khác mà chính phủ Australia đang sử dụng là mang đến Việt Nam RipAI, một nền tảng cho phép đưa trí tuệ nhân tạo thu thập và phân tích hình ảnh nhanh hơn 700 lần so với trước đây, để có thể cung cấp kiến thức khoa học nhằm bảo tồn rạn san hô nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Việc khảo sát, đánh giá rạn san hô tại Việt Nam cũng như tại Khánh Hòa đã được thực hiện nhiều năm qua. Cho đến nay, công việc này vẫn tiếp tục thực hiện, bởi phải có những hoạt động giám sát thì mới đánh giá chính xác hiện trạng để kịp thời có các giải pháp bảo tồn và phát triển san hô. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch tổng thể phục hồi Vịnh Nha Trang đến năm 2030, nhằm huy động các doanh nghiệp và cộng đồng tham gia giám sát, bảo vệ và bảo tồn rạn san hô trong vịnh, gắn với phát triển kinh tế bền vững. Giám sát hệ sinh thái vốn đã khó, đối với rạn san hô thì lại càng khó hơn khi tất cả công việc này thực hiện ở dưới đáy biển. Qua khóa tập huấn này thì tôi thấy là nó giúp nâng cao năng lực cho chúng tôi về việc là phân loại dạng các loại san hô, số lượng phổ biến, và thứ hai là cải thiện cái phương pháp giám sát san hô hiện nay tại các khu bảo tồn. Thông qua đối với cái phương pháp giám sát san hô bằng Rip Cloud và Rip Scan này thì nó giúp cho chúng tôi là quan trắc được cái độ phủ san hô trên cái diện rộng và định loại được tới giống. Trong khuôn khổ chuyến tập huấn này thì bên phía Viện Khoa học Biển Úc gọi là EM, người ta sẽ chuyển giao cho mình những cái công nghệ hiện đại, chủ yếu là dùng các cái nguồn phân tích và đánh giá
dựa trên các nguồn ảnh và video thu thập từ các loại thiết bị hiện đại, ví dụ như rip scan, và đồng thời họ sẽ hỗ trợ cho mình cái cách phân tích các nguồn dữ liệu để nhằm có những cái kết quả có cái độ chính xác cao hơn, tốt hơn so với những cái phương pháp mà lâu nay Việt Nam chúng ta đang làm là dùng bằng cái đánh giá bằng con người, cho nên cái độ sai số nó cao hơn. Và cũng nhờ những cái thiết bị hiện đại cho nên là chúng ta có thể triển khai trên một cái quy mô rộng, ít tốn kém hơn, nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại cái độ chính xác cao. Mà quan trọng là cái nguồn dữ liệu chúng ta tạo ra, chúng ta đạt được, nó có cái chất lượng tương đồng với các cái nguồn dữ liệu ở trên thế giới. Chứ không phải là chúng ta, lâu nay chúng ta, nguồn dữ liệu chúng ta trước đây thì cái độ sai số nó lớn, cho nên là khi khớp với các nguồn dữ liệu trên thế giới thì nó có cái độ chính. Việt Nam nằm trong vùng đa dạng san hô thuộc loại bậc nhất thế giới. Thế nhưng, rạn san hô ở nước ta đang trong tình trạng nguy cấp. Chẳng hạn như Vịnh Nha Trang, trước đây có hơn 750 hectare rạn san hô. Nhưng từ năm 2016 đến 2021, do nhiều nguyên nhân như ảnh hưởng của gió bão, hoạt động khai thác, đánh bắt, nuôi trồng và các hoạt động du lịch đã làm cho rạn san hô trong vịnh suy giảm nặng nề từ 70 đến 80%. Một khi năng lực giám sát rạn san hô được nâng cao sẽ giúp cho việc phục hồi, bảo vệ rạn san hô ở những nơi như Vịnh Nha Trang sẽ có được những cách làm phù hợp. Điều này có ý nghĩa hết sức to lớn bởi rạn san hô luôn được ví như mái nhà của sinh vật biển. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Tại điểm cầu Khánh Hòa, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các cơ quan đơn vị liên quan tham dự hội nghị. Sau 15 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, số người tham gia và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau luôn cao hơn năm trước, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2009, sau khi chỉ thị 38 CTTU được ban hành, toàn quốc có trên 50 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 10 triệu người so với năm 2008. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 58,2% dân số. Đến năm 2023, cả nước có 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008. Chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp, người lao động và cơ sở khám chữa bệnh về bảo hiểm y tế. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 55,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân thành công. Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại chỉ thị số 38 CTTU, thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Phấn đấu từ năm 2025 trở đi, đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Hôm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh và một số ban ngành liên quan đi khảo sát hai vùng nuôi tôm hùm tại xã Vạn Hưng và xã Vạn Thạnh để tìm nguyên nhân tôm hùm bông bị chết khá nhiều gần một tháng nay. Đoàn đã khảo sát thực tế tại một số hộ nuôi tôm hùm khu vực xã Vạn Hưng và xã Vạn Thạnh, thực hiện lấy mẫu nguồn nước, đo các chỉ tiêu môi trường khu vực xảy ra tôm hùm chết, điều tra thông tin dịch tễ vùng nuôi. Kết quả thu thập sẽ gửi đến cơ quan chuyên môn xét nghiệm tìm nguyên nhân. Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 4. Theo nhận định nguyên nhân ban đầu của Cục Thủy sản, tôm hùm chết bất thường có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hòa tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi, là cơ hội cho tác nhân gây bệnh xâm nhập. Hiện nay, vùng biển phía Bắc, vịnh biển Vân Phong có khoảng 35.000 lồng nuôi tôm hùm của người dân địa phương thả nuôi. Trong đó, ở xã Vạn Thạnh có khoảng 10.000 lồng, xã Vạn Hưng có hơn 4.200 lồng. Mật độ thả nuôi mỗi lồng từ 200 đến 300 con tôm hùm. Toàn huyện Cam Lâm có hơn 5.000 hecta xoài các loại, chủ yếu là xoài canh nông, xoài Úc và Đài Loan. Trong đó, diện tích xoài Úc chuyển đổi tăng từng năm, chiếm khoảng 80%. Hiện nay, thì nông dân Cam Lâm đang rộ mùa vụ thu hoạch xoài Úc. Theo hộ kinh doanh xoài tại Cam Lâm, xoài Úc loại 1 hiện có giá 25.000 đồng 1 kg, loại 2 là 14.000 đồng 1 kg. Giá xoài tăng mạnh so với cách đây hơn một tháng, nên nông dân rất phấn khởi. Sau khi cửa khẩu Việt Trung thông quan trở lại, việc tiêu thụ xoài của nông dân đã thuận lợi hơn. Theo hộ kinh doanh xoài tại Cam Lâm, xoài Úc loại 1 chủ yếu là xuất bán sang Trung Quốc, các loại còn lại tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, xoài canh nông trên địa bàn huyện đang cho ra hoa và đậu quả. Một số diện tích bị bỏ trĩ, rầy bông và bồ hóng. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Cam Lâm đã khuyến cáo nông dân cách phòng trừ sâu bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2008, Chính phủ chọn ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tại tỉnh Khánh Hòa, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã được tổ chức hàng năm, đã góp phần thắt chặt thêm khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Năm nay, ngày hội được tổ chức vào tối qua với nhiều hoạt động sôi nổi tại huyện Khánh Sơn, một trong hai huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ngày hội văn hóa các dân tộc năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 4 với nhiều hoạt động sôi nổi, đa sắc màu tại quảng trường 20 tháng 11, thị trấn Tô Hạp. Khởi động là chuỗi hoạt động thi đấu thể thao như kéo co, cờ tướng, cờ người. Song với đó, tham gia ngày hội các tầng lớp nhân dân, nhất là các bạn trẻ có cơ hội được tìm hiểu, giao lưu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua các bộ trang phục, ẩm thực cũng như lời ca, tiếng hát đặc trưng của dân tộc mình. Đây là lần đầu tiên mình đến tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc và mình mong muốn sẽ học hỏi rồi giao lưu với người đồng bào ở khắp mọi miền trong tỉnh Khánh Hòa. Đến với ngày hội văn hóa năm nay thì huyện Khánh Sơn mang đến những ẩm thực dân dã của người Rắc Lây, các loại nông sản trái cây và những cái điệu múa bản sắc của người Rắc Lây mang đến cho mọi người thưởng thức hiểu hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Năm nay, Ngày hội Văn hóa các dân tộc thu hút hơn 3.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng, vận động viên, phong trào đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi đoàn sẽ có hoạt động riêng tại gian trưng bày của mình để quảng bá thu hút người dân địa phương cũng như du khách đến tham quan như biểu diễn văn nghệ, trình diễn thời trang dân tộc, triển lãm ảnh nghệ thuật về đời sống văn hóa, lễ hội, di tích, danh thắng, tái hiện một số lễ hội dân gian đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số, trưng bày gian hàng nông sản, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, cũng như bày biện, trang trí mâm cỗ truyền thống trong các ngày lễ hội. Ngày hội là để là giao lưu, học hỏi là chủ yếu giữa các nền văn hóa để nhằm gìn giữ và phát huy bảo tồn, cũng như là quảng bá những cái hình ảnh của dân tộc mình, của địa phương mình đến với nhau. Tỉnh Khánh Hòa là nơi sinh sống của 36 dân tộc anh em với hơn 72.000 người, chiếm 5,8% dân số toàn tỉnh. Do đó, Ngày hội Văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là hoạt động văn hóa thể thao được cộng đồng các dân tộc anh em mong chờ vào mỗi dịp tháng 4 hàng năm. Ngày hội không chỉ là dịp để tăng cường thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, có phần quảng bá, gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc, mà còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, vận động viên phong trào gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để xây dựng, phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao ở các địa phương thêm sôi nổi. Sau nhiều ngày xét xử công khai, chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Huỳnh Văn Dõng, cựu giám đốc CDC Khánh Hòa, lãnh 3 năm 6 tháng tù. Trần Quốc Huy, cựu trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa, lãnh 1 năm 7 tháng tù. Nguyễn Trường Giang, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, 1 năm 6 tháng tù. Nguyễn Thị Thúy, giám đốc phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, 1 năm 6 tháng tù. Phan Phương Ngọc, cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế CDC Khánh Hòa, 1 năm 3 tháng tù. Và bị cáo Cao Văn Cường, chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú, 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch, các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu, thông đồng với các công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, công ty Trường Khuê, cơ sở kinh doanh Phong Phú, gây thiệt hại cho nhà nước gần 16 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Huỳnh Văn Dõng với vai trò là người đứng đầu CDC Khánh Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, không đảm bảo khách quan minh bạch trong đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền lớn. Do vậy, bị cáo phải chịu mức án cao nhất. Về dân sự, hội đồng xét xử tuyên tịch thu, sum công quỹ số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả, đồng thời buộc công ty cổ phần dược phẩm Trường Khuê bồi thường thiệt hại số tiền hơn 1,9 tỷ đồng cho CDC Khánh Hòa. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.